Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình đã tranh thủ làm gấp gáp được một ít máy để chuẩn bị xuất đi. Thì trước khi hoàn thiện nốt thì mình sẽ quay và giới thiệu cho tất cả mọi người nhé. Đó thì đây. Đó. Thì đây tất cả là bao nhiêu máy ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 máy mọi người nhé. Đây là cái máy 200A này, con này là 100A này, con này là 50A này. Đó, con này là 70A. Thì mình sẽ giới thiệu từng chiếc nhá. Đó. Thì cái loại này này được chạy diode mic 10A nhá anh em nhá. Nó được nối mắc theo kiểu là chụm 2,5 này lại thì sẽ lấy được bộ 20A bên trong này mọi người nhá. Là 20A sử dụng cho 50A là quá đỉnh rồi, quá ok các bạn ạ. Thì sản phẩm này là 450, chưa có phí vận chuyển các bạn nhé. 50A, đây là sản phẩm nhỏ nhất hiện tại trên bàn này. Còn có những cái sản phẩm nó nhỏ hơn thì mình sẽ lên video sau mọi người nhé. Đó, đây là sản phẩm này là 450, chưa có phí vận chuyển các bạn nhé. Các bạn lưu ý. Hoàn thiện xong là nó sẽ có hộp hiếc và quạt kiếc như thế này các bạn nhé. Đó, này. Đây là sản phẩm này là 75A. Đó. Thì con này 80 MB nhưng mình chỉ báo vậy thôi. Dây đồng 2 ly. Con này dây đồng của nó là 1 ly 60 các bạn nhé. Rất là to. 450. Chưa có phí vận chuyển các bạn nhé. Và đây. Đây là cái sản phẩm 50A đây. À 100A đây. Đó đây. Con 50A thì mình cũng để mua một cái quạt vào đây sẵn rồi. Đó, đây. Thì mình sẽ để đây. Để lại nhé. Quay lại cái con 100A thì con này là 650.000 chưa có phí vận chuyển các bạn nhé. Đó, đây được chạy một con diode Nga. Nhôm tản nhiệt là nhôm cánh. Rất là xịn luôn, nhôm cánh này thì các bạn biết là cái độ tản nhiệt của nó như thế nào rồi. Đó thì và một cái quạt gió thốc từ bên này thổi sang bên này nữa. Nó rất là mát các bạn nhé. Nó rất là ok. Đây. Thì 650.000 nhé, còn 100A. Mình sẽ cân lại cho các bạn xem là trọng lượng của mấy con này nó bao nhiêu cân các bạn nhé. Đó, các bạn hãy so sánh nhé. Chứ không nhiều nơi là làm nó sẽ nhẹ hơn cái loại của mình. Làm thiếu thì các bạn sẽ không thể ấy được. Đây, chưa hoàn thiện nhé, đã vào 2,8 cân, hoàn thiện xong nó vào 3 cân. Các bạn nhé, 50A thì vào 3,2 cân, 3,1 cân đấy, khi hoàn thiện xong đấy. Và đây con 100A này. Đó. 4,6 cân các bạn nhé. Khi chưa hoàn thiện. Coi như là có mỗi biến áp không. Đấy, cái ván này thì nó nhẹ cực kỳ luôn. Làm xong là nó vào 4,9 cân các bạn nhé. Đó. Và tiếp theo đến 200A. Con 200A này thì khá là nặng. Đó. Hơn 7 cân các bạn nhé. Làm xong nó vào 7,6 cân, 7,7 cân gì đó. 2 diode Nga. Dây đồng thì các bạn nhìn cái mức độ dây đồng này các bạn biết rồi. Đây này, ngón tay của mình này đó. Thấy chưa? Đó. Đây là dây đồng 3 ly các bạn nhé. Giá là 950.000 chưa có phí vận chuyển. Máy sẽ có quạt gió ở đây. Đó, do mình chưa hoàn thiện kịp ấy. Ra là mình quay vội cho các bạn xem. Đó, thì sản phẩm này là sản phẩm 80A nhưng mà mình báo 75A thôi nhé. Đó. Gần 4 cân là 3,9 cân các bạn nhé. Đó, con này là 550.000 chưa có phí vận chuyển các bạn nhé. Đó, ok chưa? Giờ mình sẽ giới thiệu qua lại nhé mọi người nhé. Đó, thì mình vừa nghe cuộc điện thoại các bạn ạ. Nó nằm ra là cũng đấy. Rồi thì tất cả đây là những cái sản phẩm mà mình bán gọi là chạy nhất trên thị trường khoảng 2 năm đổ lại đây. Đó, thì rất là nhiều anh em sử dụng cái loại là 450 này này. Đó, thì rất là tốt bởi vì bây giờ máy loại này nó kiểu anh em sử dụng bình 30 MB nó vừa nhiều ấy. Loại này mình quấn tất cả đều lớp cách lớp hết các bạn nhé. Các bạn nào theo dõi kênh của mình thì các bạn sẽ biết cái cách quấn của mình. Nó trong suốt quá trình khoảng 2 năm trở lại đây. Đó, tất cả mình quấn đều là lớp cách lớp, kể cả cuộn dây to lẫn cái cuộn dây 220V dây nhỏ anh em nhé. Thì tổng thể là 200, giá là 950.000 150 giá là 850.000. Đó, 100 là 650.000. 70 80 này, đó, 70 80. Có nghĩa là con này sạc từ 80 đổ lại vẫn được anh em nhé, là 550, và con này là 450, 50 đổ lại. Đó. Đó, tất cả các sản phẩm, thậm chí có những sản phẩm mà mình làm mấy triệu thì thông thường mình không thể kịp quay video được, bởi vì những cái anh em đặt cái loại mà mấy triệu, 1-2 triệu đó ấy, thì thông thường là mình làm xong mình phải gửi luôn cho anh em, bởi vì các bác đó rất là cần, với lại những cái mặt hàng đó khách đều chuyển khoản trước rồi, đâm ra là mình luôn luôn phải làm luôn xong rồi gửi luôn, không thể dám chậm trễ được các bạn ạ. Đó thì thông thường mình nhận những cái cục to, cục lớn đấy anh em nhé, nó nặng khoảng độ, có nghĩa là nó có nước 24V như mấy clip trước mình hay có thời gian mình đăng ấy, thì là những cái cục đó ấy, thì nó sạc từ 200A đổ lại, nó rất là khỏe các bạn nhé, dây đồng của nó cũng khỏe nữa, to nữa, phe nó lớn, và cái loại đó thì quạt gió hai bên luôn, quạt gió bên này một cái này, bên này một cái, nó loại đó to các bạn ạ. Thành ra mình làm thiết kế quả quạt cho nó mát. Rồi thì tất cả mình đã thông báo cho tất cả mọi người biết là cái số liệu và kích cỡ rồi. Đây, kích cỡ dây đồng của con 100A này nhá, là 2 ly. Tất cả đều bằng dây đồng hết các bạn nhá. Đây, các bạn nhìn này. Đó, mình làm là từ dây to đến dây nhỏ đều tất cả bằng dây đồng hết các bạn nhé. Rồi. Ok, thì hẹn mọi người video tiếp theo. Nhớ cho mình một nút like, một nút share và ấn nút đăng ký kênh nhé. Đó, để mình có những cái động lực mà chia sẻ những nhiều kiến thức hơn. Và các bạn ủng hộ mình mua một chiếc máy thì cũng đó là cũng tiếp sức cho mình cái niềm đam mê theo đuổi con đường YouTube này anh em nhé. Đó thì mình làm thì cũng phải gọi là ấy, bởi vì nói chung là đồng điếc bây giờ nó lên cao cực kỳ các bạn ạ, với lại phê này lên cao lắm các bạn nhé. Nó đâm ra là mình luôn luôn phải tính toán nó, mà bây giờ giá mình thậm chí mình làm nó còn không được công mấy nữa đâu các bạn ạ, nó giá đó là quá ok rồi. Bởi vì như các bạn đi mua phê này này, hiện tại bây giờ các bạn là đi mua lẻ nhá, nó phải trên 50.000, có chỗ bán 52-55.000 các bạn nhé, một cân đấy các bạn ạ, một cân phe đồng thì có chỗ bán 300 mấy cơ, nếu mà các bạn mua lẻ nhá. Đó, miền trong thì mình không biết nhá, nhưng riêng miền Bắc của mình ấy, còn mình thì mình nó nhập số lượng, đâm ra là mình cũng bớt được một tí, đâm ra là bán hàng cho bạn cái giá đó là hết cỡ rồi các bạn nhé, không thể bớt được nghìn nào nữa các bạn ạ. Cũng rất mong các bạn thông cảm. Rồi thì hàng tất cả là không bao phí vận chuyển, nhận ship code toàn quốc các bạn nhé. Rồi, mình hẹn video tiếp theo. Bye bye. Các bạn có ý tưởng gì để mình làm video thì các bạn có thể bình luận bên dưới này, để mình sắp xếp thời gian mà mình làm những cái video mà các bạn yêu cầu các bạn nhé. Rồi, hẹn mọi người video tiếp theo. Bye bye.